Xin chào tất cả mọi người, em tên là Nguyễn Hải Yến Nhi, năm nay em 11 tuổi, hiện tại em đang học lớp 5. Em xin đánh bài Ngày Xuân Long Phục Xuân Về. Rồi, một tràng pháo tay cho bé Yến Nhi với bài Ngày Xuân Long Phục Xuân Về. Bé chuẩn bị là bé Lê Thế Phong. Bé Lê Thế Phong lên đây ạ. Một tràng pháo tay cho một bạn biểu diễn rất tuyệt vời ạ. Nào.